cơ hội cho Wolverhampton. Matthew Cunha đánh đầu, sút bay vào. Dawson 2-0 cho Wolverhampton. Những diễn biến đầy bất ngờ đang xuất hiện ở trên sân. Cunha đã đưa một quả bóng vào nhưng hàng thủ của Liverpool đã xử lý rất tệ ở tình huống này. Tranh chấp không tốt. Đường pha bóng ra sau đó của Gomez cũng không thực sự tốt. Và bóng đến với chân của một trung vệ, đó là Dawson. Cú đá đây quyết đoán. Cú đá rất mạnh ở cự ly gần. Enciso đánh đầu, không vào. Như vậy là bóng đã đi qua vạch vôi rồi. Và đó còn lại khác ngoài Karu Mitoma. Mitoma nhận bóng ở sát biên và sau đó âm thầm xâm nhập vòng cấm. Không có bất cứ một sự chú ý nào từ các hậu vệ áo đỏ với chàng trai mang số 22. Chọn vị trí quá khôn ngoan. Và quả tạt của Sarmiento cũng phải nói là hoàn hảo. Cú đánh đầu quá hiểm của Karu Mitoma. Khó, rất khó để có thể vượt qua được Brentford khi mà họ đã có bàn mở tỷ số. Đây là Joao de Wissa. Wissa đưa bóng vào dứt điểm quá dễ dàng, 2-0 cho Brentford. Tiếp tục là một tình huống phối hợp tấn công nhanh của các cầu thủ Brentford. Da Silva là người đã mở ra đường truyền dành cho Joao de Wissa. Và ở phía xa thì cầu thủ này đã có một pha xử lý quá bình tĩnh phía Brentford nữa. Và có rất nhiều lựa chọn dành cho Joao de Wissa. Cơ hội, dứt điểm, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Và đó là pha ra trận của Jesper Slott. Bàn thắng rút ngắn cách biệt của Crystal Palace sẽ tấp lên tia hy vọng giành điểm rời sân Old Trafford của thầy trò huấn luyện viên Patrick Vieira, người đã tung ra cú dứt điểm đầu tiên, đó là Doucouré. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, bóng tìm tới đúng vị trí của Jesper Slott, người không bị ai theo kèm cả. Cú ra trận quá nhanh của Jesper Slott đã khiến cho David De Gea không thể cứu thua cho Manchester United thêm một lần nữa. Gibbs White. Chút bóng 1-0 dành cho Nottingham Forest, bàn thắng quá đẹp. Người ghi bàn là một cái tên quen thuộc, Johnson, cầu thủ xuất sắc nhất vào lúc này của Nottingham Forest trong năm 2023. Vào tháng 1, Johnson đã in dấu giày trực tiếp vào 4 bàn thắng, bao gồm 2 pha lập công và 2 đường kiến tạo. Và sang đến tháng 2, Johnson tiếp tục thể hiện phong độ thăng hoa của mình. Ngay trong quả đá phạt trực tiếp đầu tiên ở trận đấu này, Nottingham Forest đã biết cách tận dụng. Sau tình huống treo bóng của Gibbs White, hàng phòng ngự của Leeds United đã bối rối và không ai theo kèm Johnson. Tiền đạo của đội bóng áo đỏ có nhiều không gian và nhiều thời gian để dứt điểm. Một lựa chọn hợp lý của Johnson và anh đã thực hiện một cách hoàn hảo cú đá của mình.